đi chơi ngoan nha, mẹ nằm ngủ tí xíu. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi, mẹ ơi, con bị lạc, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Con ơi, mẹ ngủ dậy rồi nè. Ủa, con ơi, con đâu rồi? Anh hai đi mua đồ ăn gì mà lâu quá chưa thấy về nữa. Em ơi, anh mua đồ ăn về rồi nè. Anh có bánh khổng lồ với lại cặp chân gà, em ăn cái nào? Dạ, em ăn bánh khổng lồ anh ơi. Bánh khổng lồ nhìn to quá ha. Thơm quá anh ơi. Anh ơi, có một bạn chó nhạt hả? Rồi sao anh? Bây giờ mình đi tìm mẹ cho bạn đó đi. Con ơi, con ơi. Cái mẹ ơi, đây có phải con của bạn không? Đúng là con của mình rồi, cảm ơn hai bạn nhiều nha. Các bạn ơi, các bạn có thấy hai anh em mình này tốt bụng không? Nếu các bạn thấy hai anh em tốt bụng, các bạn có một giây để nhấn like với đăng ký và bình luận cho mình biết nha. Để hết một giây rồi, cảm ơn các bạn.